Minh Thúy xin kính chào quý vị. Một trong chúng ta sẽ khá bất ngờ khi biết vào độ 5 tuổi thì trẻ em gần như hoàn thành một số quá trình căn bản của việc học ngôn ngữ. Chúng học được cách nói tiếng mẹ đẻ. Chúng có cách phát âm hoàn hảo, học được hầu hết những quy tắc chủ yếu cấu trúc ngữ pháp cần thiết để nói và hiểu ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ. Quá trình thụ đắc diễn ra bất kể trẻ em được sinh ra trong những gia đình trí thức, giàu có, trong một xã hội sử dụng công nghệ hiện đại hay một gia đình nghèo, mù chữ hoặc là trong một quốc gia đang phát triển. Việc này xảy ra bất kể sự khác biệt về trí thông minh của mỗi cá nhân, của đứa trẻ hoặc là động lực thúc đẩy chúng. Quá trình học ngôn ngữ bắt đầu khá sớm so với giả thuyết của các nhà khoa học trước đây đã từng nghĩ. Thành tựu đáng chú ý này đã diễn ra mà không cần được chỉ dạy bài bản. Điều đó đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học trong nhiều thế kỷ. Khi trẻ em bắt đầu bập bẹ nói những từ ngữ đơn giản hay là chỉ là những âm thanh vô nghĩa, các nhà khoa học có thể nghiên cứu quá trình học tập ngôn ngữ này khá dễ dàng. Tuy nhiên, điều bí ẩn của quá trình này diễn ra trước giai đoạn đó, khi một đứa bé bắt đầu cảm nhận được âm thanh, ngôn ngữ và hiểu được sự liên hệ với ngôn ngữ và ý nghĩa. Đứa bé đã bắt đầu quá trình học ngôn ngữ như thế nào? Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng quá trình học tập của một loại ngôn ngữ bắt đầu trước khi đứa bé được sinh ra. Nằm bên trong tử cung thai nhi, không thể nghe thấy được âm thanh của con người. Tuy nhiên, chúng có thể nhận biết được nhịp và giọng điệu ngôn ngữ mà chúng nghe được. Khi ra đời thì trẻ sơ sinh dùng những kinh nghiệm, thính giác có được từ khi còn trong thai nhi, nằm trong bụng mẹ để thực hiện 3 công việc quan trọng. Thứ nhất là nhằm nhận biết giọng nói của mẹ mình. Thứ hai là phân biệt âm thanh ngôn ngữ và âm thanh phi ngôn ngữ. Thứ ba là phân biệt các loại ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ dựa trên các mẫu nhịp và giai điệu. Chúng có thể làm tất cả những điều này vào vài ngày trước khi ra đời. Chúng ta biết điều này vì sở dĩ trong 20 năm qua, các nhà nghiên cứu đã phát triển một kỹ thuật để đánh giá những khả năng này ở những trẻ sơ sinh chỉ vài tháng tuổi hoặc là thậm chí nhỏ hơn. Hai biện pháp được sử dụng khá phổ biến là nghiên cứu nhịp tim và nhịp múc. Khi đứa trẻ nhận ra giọng nói của mẹ chúng thì nhịp tim của chúng tăng lên. Khi chúng nghe những âm thanh lạ, chúng trở nên cảnh giác, nhịp múc mạnh hơn. Gần đây thì các nhà nghiên cứu cũng đã sử dụng kỹ thuật ghi ảnh não, mô tả cách thức và những nơi máu chảy qua não để thể hiện sự tập trung của đứa bé. Nghiên cứu cũng cho thấy là đứa bé có thể nhận thức và nhận biết nhịp điệu, âm thanh ngôn ngữ mẹ đẻ từ thời ngay điểm khi mới được sinh ra. Và thậm chí đáng ngạc nhiên hơn là chúng sao chép các mô hình này thành những tiếng khóc riêng của chúng. Một nghiên cứu so sánh tiếng khóc của trẻ sơ sinh Đức và Pháp phát hiện ra rằng tiếng khóc của chúng phù hợp và tương ứng với ngôn ngữ mà chúng nghe được. Trong quá trình học ngôn ngữ đầu tiên của trẻ sơ sinh nhận biết những âm thanh căn bản, sau đó chúng giải mã những sự khác biệt giữa các âm thanh cụ thể. Ví dụ là trẻ sơ sinh trong một môi trường tiếng Anh sẽ biết rằng âm thanh chữ T và chữ D là hai âm thanh khác nhau. Vào khoảng 6 tháng thì trẻ em có thể nhận biết những khác biệt này. Họ cũng có thể nhận được sự khác biệt giữa âm thanh không thuộc tiếng mẹ đẻ. Ví dụ các ngôn ngữ khác như tiếng Hàn, tiếng Hindi và tiếng Thái có hai loại âm T. Một loại tương tự như tiếng Anh và một loại hơi khác, như sự khác biệt lại có ý nghĩa về mặt ngôn ngữ. Vào khoảng 6 tháng tuổi thì những đứa trẻ được nuôi trong môi trường tiếng Anh có thể nhận biết sự khác biệt trên mà không cần nỗ lực. Do đó, một số nhà nghiên cứu gọi trẻ sơ sinh là công dân thế giới. Ở tuổi này thì chúng có khả năng học bất kỳ loại ngôn ngữ nào. Tuy nhiên, một người trưởng thành thì không còn khả năng này nữa. Họ có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hai âm thanh mà họ nghe được. Họ chỉ biết đơn giản đó là chữ T. Để nhận biết sự khác biệt này thì họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Khi được một tuổi thì trẻ sơ sinh trở nên giống như một người lớn hơn. Hầu hết chúng chỉ có thể phân biệt sự khác nhau giữa những âm quan trọng đối với ngôn ngữ của chúng. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ giải thích rằng sự thay đổi này do não phát triển. Khi trẻ sơ sinh tìm hiểu được điều gì đó mới,
kết nối giữa các dây thần kinh hoặc là tế bào thần kinh được thành hình. Chúng thường xuyên truy cập các thông tin mới, giúp các kết nối vững chắc hơn. Do đó, trẻ sơ sinh trong môi trường tiếng Anh sẽ có những kết nối tiếng Anh phát triển mạnh mẽ hơn. Song ngữ là một trường hợp đặc biệt. Trẻ em trong môi trường này có thể phân biệt giữa hai âm thanh thuộc hai ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc. Để đạt được khả năng này thì trẻ em phải được tiếp xúc với âm thanh của hai ngôn ngữ khi chúng còn nhỏ. Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em muốn tìm hiểu liệu đứa trẻ cần bao lâu để xây dựng và duy trì các kết nối thần kinh cần thiết. Để tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã cho trẻ em tiếp cận với hai môi trường nói tiếng Anh và tiếng Trung Hoa khi chúng được 9 tháng tuổi. Một người nói tiếng căn bản quan thoại đã nói chuyện với chúng 1 giờ một tuần trong vòng 3 tháng. Mặc dù chỉ tiếp xúc với tiếng quan thoại trong một thời gian ngắn, những đứa trẻ này có thể phân biệt các âm thanh trong tiếng quan thoại. Khả năng này được duy trì sau khi chúng được kiểm tra lại vào 14 tháng tuổi. Có một phát hiện đáng chú ý trong việc nghiên cứu là các nhà nghiên cứu đã chia em bé ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là tiếp xúc với người nói tiếng Trung Hoa trực tiếp. Nhóm thứ hai chỉ được xem các phim truyền hình. Và nhóm thứ ba nghe lại các bản ghi âm. Chỉ những đứa bé có tương tác với con người mới học được cách phân biệt âm thanh trong tiếng Trung Hoa. Những phát hiện này cho thấy việc học ngôn ngữ không phải chỉ đơn thuần là tạo ra những kết nối thần kinh, mà còn là việc tương tác giữa con người với người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới.